Dạ gốm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị hôm nay em sẽ lên rất là nhiều siêu phẩm đẹp độc lạ nha, phục vụ cô chú anh chị. Và mong rằng anh chị nhớ đăng ký kênh nha anh chị, để khi mà em lên những sản phẩm mới hay là em like trực tiếp thì sẽ gửi thông báo đến cô chú anh chị. Bên em nha anh chị, bên em ship toàn quốc bao bể vỡ tất cả các sản phẩm. Video hôm nay anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em. Qua số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị, 0913 330 469, và một số nữa là 0935 245 244 anh chị nha. Rồi hôm nay em sẽ lên cho anh chị một cái mã sản phẩm đầu tiên. Mã sản phẩm đầu tiên này là một bộ trà nha anh chị. Một bộ trà. Bộ này là mới chưa qua sử dụng nha anh chị, và nó sẽ có hộp cho anh chị luôn. Bộ này gồm có là một bình và 5 chung. Một bình 5 chung nha anh chị. Rồi bình trà này nha. Bình này là dung tích của nó khoảng tầm là 300ml nước. Và phía trong này anh chị, phía trong này là lọc tổ ong nha. Đó, họa tiết bên ngoài là nghệ nhân họ cắt nổi những cây trúc. Những cây trúc nha anh chị. Bộ trà này thì bình là không có chuyện nha. Dung tích là khoảng tầm là 300ml nước. Rồi em sẽ đo kích thước của ly nha. Ly này nha anh chị. Ly này sẽ là có chuyện. Ly này, ly là có chuyện nha anh chị. Bên ngoài là khắc nổi trúc. Và ở phía bên trong này anh chị, bên trong này là men của nó là tráng, men trắng nha. Và những cái dòng này nha anh chị, em báo rõ với anh chị là ở cái những dòng này nè, là một vài ly nha, nó sẽ có vết lỗi của cái men tráng màu trắng bên trong này nha anh chị. Nhưng mà cái này là hoàn hảo hết, không bị nứt, không bị tấp gì hết nha anh chị nha. Đó, đường kính nha anh chị, ly này có đường kính miệng là 7.5 và cao là ly là 5.5. Một bộ trà sẽ gồm có một bình và 5 chung xuất sắc đẹp như thế này, và sẽ có giá là 550k. 550k bộ trà này nha anh chị, VIP nha. Đó, cái này là những cái bộ trà này là còn nguyên hộp luôn, thích hợp để anh chị sử dụng làm quà biếu, quà tặng nhân dịp nhà mới hay là gì đó anh chị. Rất là sang luôn nha. Mã D1. D1 nha anh chị, 550k D1. Rồi em có hai cái đĩa hoa nè anh chị, hai đĩa hoa tú cầu. Hai đĩa hoa tú cầu nha anh chị. Những cái dòng men đĩa này là dòng đĩa xưa nha anh chị nha. Họa tiết của nó là vẽ những cây hoa tú cầu. Nói chung là vẽ full hết đĩa luôn nha anh chị. Và mặt sau của đĩa này là có truyện ký. Có truyện ký hết nha. Đó, truyện rất là nhiều truyện luôn nha anh chị. Đẹp cực kỳ. Những cái dòng đĩa này về anh chị có cái đĩa đó, anh chị trưng lên như thế này, hai đĩa là đẹp cực kỳ luôn. Hoa tú cầu. Có truyện ký hết nha. Em đo kích thước của đĩa. Đĩa này đường kính là 25 và nó có độ sâu lòng nha anh chị. Sâu lòng là 4. Đường kính đĩa là 25, sau lòng là 4. Và bộ cặp đĩa này có giá là 450k. Những dòng đĩa này là xưa nha anh chị. 450k cặp đĩa này, mã D2. D2 anh chị, 450k D2.
Rồi em có một cái mã bình này anh chị. Bình này nha, bình này là những dòng này là dòng mini nha anh chị, trưng đề co. Cao của bình này là 12.5. Bình này là những dòng bình rất là VIP nha anh chị. Rất là VIP. Nó có sẽ có truyện ở chỗ này. Truyện ký nè anh chị. Truyện này cực kỳ là đẹp luôn. Và họa tiết này là vẽ tích người và những bài thơ hay câu thơ gì ở trong này nha anh chị. Đường kính của bình này là cao là 12.5. Và bình này, những dòng này là những dòng đờ co nha anh chị. Một là anh chị sẽ trưng những cái bình cực kỳ lớn, hai là những dòng mini đờ co như thế này. Đó, rất là sang, xịn sò và đẹp mắt nha. Và bình này sẽ có giá là 100k. 100k nha anh chị, chốt giúp em mã D3. D3 100k một cái bình. Rồi em có một cái ly. Ly này là ly của những dòng ly Âu của Đức nha anh chị. Những dòng ly Âu của Đức. Đây ở phía dưới nè anh chị. Ở phía dưới này nha là nó sẽ có một truyện tem dán gen mi. Và chỗ này là sẽ có mã số nha anh chị. Mã số của ly này. Những dòng ly của Đức này nha anh chị. Ở những thời điểm mà trước dịch đó thì giá trị của nó rất là cao. Một ly như thế này sẽ khoảng tầm là từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi một ly tùy loại nha anh chị. Họa tiết là vẽ tích người nè. Đó. Ở phía trên này nha anh chị, nắp của nó là bằng kim loại lacquer bạc nha, kim loại lacquer bạc. Bình này, ly này là hoàn hảo hết nha anh chị. Và ở chỗ này nè, ở chỗ này là nghệ nhân họ sẽ có một cái ghi một cái ký tự bút pháp gì nữa anh chị. Ly này nha anh chị, ly này có đường kính miệng ly là 7.5. Cao đến nắp anh chị. Cao đến nắp của ly là 20. Đó, một cái ly Đức này có sẽ có giá là 700k. 700k ly này nha anh chị, chốt giúp em mã D4. D4 nha anh chị, 700. Mã D4. Rồi em có một bộ này anh chị. Một bộ này là sẽ gồm có là một đĩa trưng và một cái dầm trà. Một đĩa trưng và một dầm trà. Bộ này nha anh chị, bộ này thì không có truyện nha. Họa tiết của nó sẽ là vẽ hoa mẫu đơn. Vì ngoài này là vẽ hoa cúc, hoa mẫu đơn. Họa tiết là vẽ full hết đĩa và dầm trà này anh chị. Cái này là anh chị dùng làm dầm trà. Cái này là anh chị làm đĩa trưng nha. Rồi em sẽ đo kích thước mỗi từng sản phẩm. Đường kính của dầm trà này là 30 và cao là 6. Còn đĩa này có đường kính là 33 nha anh chị. Đó, một bộ, nguyên một bộ như thế này. Đây, nguyên một bộ nha. Và nó sẽ có giá là 550k. 550k nha anh chị. Chốt giúp em mã D5. D5 nha anh chị. 550k một bộ gồm một đĩa và một dầm trà. Rồi em có hai cái bình. Hai cái bình xưa nha anh chị. Hai bình xưa. Hai bình xưa này là họa tiết của nó là vẽ rồng nha anh chị. Những cái dòng xưa này anh chị, em báo rõ với anh chị, những cái dòng xưa này nha là những dòng men rạng. Men rạng có truyện ký, truyện này là truyện rất là xưa nha. Họa tiết nó là vẽ rồng, làm vẽ tay hai con rồng đối nhau. Cốt này là cốt nặng nha anh chị, cốt nặng. Đường kính miệng bình là 9.
miệng bình là 9 cao, tới miệng bình là 23. Những cái dòng này anh chị về làm một bình cắm hoa hoặc là anh chị trưng đề co cũng được. Và đôi này sẽ có giá là 600 nha, 600 mã D6, 600k một đôi nha. Cái này em có số lượng một đôi mà anh chị chốt một chiếc cũng được, một chiếc sẽ có giá là 300k, mã D6, 600k một cặp đôi bình. Rồi em có 3 cái chén ngũ sắc. Chén ngũ sắc nha anh chị. À, chén này là anh chị làm để làm cái chén ăn cơm là ok. Họa tiết nó là ngũ sắc nha anh chị, vẽ hoa mẫu đơn. Hoa là vẽ bên trong và bên ngoài luôn nha anh chị, có truyện ký. Này là 5 truyện. Viền là viền sô cô la nha, và báo rõ với anh chị là cái dòng này là viền của nó là viền xoắn nha anh chị. Viền xoắn. Đường kính miệng chén nha anh chị, miệng chén là 11 và cao chén là 6. Ba chiếc này sẽ có giá là 200k. 200k nha, mã D7. D7 200. Rồi em có nguyên một bộ combo này anh chị, nguyên một bộ combo. Nguyên một bộ combo, cái này là gồm có 5 cái đĩa hoa sau lòng và một cái thố này là để anh chị đựng cơm hoặc là anh chị đựng thức ăn nha anh chị. Thố này thì không nấu được nha, chỉ là để anh chị ủ cơm, đựng cơm hoặc là đựng thức ăn thôi. Đấy, họa tiết là hoa nha anh chị. Cái này là em thấy là không có truyện. Thố cơm này nha anh chị, thố cơm này có đường kính miệng là 18, cao là 6, 18 cao 6 nha. Và đĩa này có đường kính là 19 và nó có độ sâu lòng nha, sâu lòng là 4. Sâu lòng là 4, nguyên bộ này và anh chị sử dụng trong những cái mâm cơm gia đình rất là sang xịn sò luôn. Họa tiết nó là vẽ những cái dầm hoa dây cực kỳ là sang xịn sò nha, không có truyện nha anh chị. Và bộ này chỉ có giá là 400k nha. 400k, chốt giúp em mã D8. D8 nha anh chị, 400. Nguyên một bộ combo này sẽ gồm có 6 món. D4 800k. Xin lỗi nha anh chị. D8 400k. Rồi em có một bộ này anh chị. Một bộ. Bộ này là một bộ ấm trà. Ấm trà này nha anh chị. Ấm trà này là chất liệu là bằng đồng nha anh chị, và nó sẽ gồm có 2 ly. Những cái dòng này là em báo rõ với anh chị là những cái dòng này là dòng nghệ thuật nha. Nghệ thuật, nghệ nhân họ làm rất là cao. Đây là một cô gái nè. Cái này là một bình bình trà. Ở phía trên này nè là sẽ có ghi một câu thơ, một bài thơ gì mà em không có rõ nha anh chị. Ở phía trên nắp này là hoa đào nha. Và nó sẽ có hai mặt, mặt này là vẽ cây hoa đào và những con chim. Phía dưới này là có truyện nha anh chị. Những cái dòng này là mini. Dung tích của bình trà này là khoảng tầm là 100ml nước thôi. 100ml nước, nghệ thuật cực kỳ là cao.
chất liệu là bằng đồng nha anh chị. Và nó sẽ đi kèm cho anh chị hai ly nhỏ như thế này nha. Đấy, một bộ mini chân đề co cực kỳ đẹp luôn. Ở phía trong lòng nè anh chị, ở phía trong lòng này nó vẽ cái gì nữa. Rồi em đo cao nha anh chị. Cao của bên trà này là 13. Còn ly này nha anh chị, ly này miệng là 3.5 và cao cũng là 3.5 luôn. Những cái dòng này là dòng mini, nó rất là nhỏ, dung tích bình khoảng là 100ml thôi. Và bộ trà này nha anh chị, em chỉ bán theo giá nghệ thuật thôi. Giá là 1 triệu. 1 triệu bộ này, mã D9. D9 nha anh chị, 1 triệu. Mình nói khách mua được gì? Khách cũng phải lấy lên đây đúng không? Khách lấy rồi. 1 triệu nha anh chị. Mã D9 1 triệu. Rồi em có tiếp cho anh chị một cái mẫu tô. Tô này là tô Imari nha anh chị. Tô Imari. Họa tiết nè. Họa tiết là vẽ chim phụng hoàng, hoa mẫu đơn, hoa đào. Viền là vẽ viền ngoài này nha anh chị, là nghệ nhân họ vẽ tay đắc cơ vàng, có truyện ký hết. Tô này thì vẽ họa tiết ở mặt ngoài của tô thôi nha. Ở mặt ngoài của tô. Đường kính tô, đường kính tô này là 21 và cao tô là 7.5. Đường kính tô 21, cao tô là 7.5. Và tô này sẽ có giá là 300k nha chị. 300k tô này, mã D10. D10 300. Những cái dòng tô này nha chị, về anh chị trưng đề co hoặc là sử dụng trong những cái bữa cơm gia đình làm bát canh là ok. 300k, mã D10. D10 300 nha anh chị. Rồi em có một bộ ly uống trà. Bộ này là gồm có 5 ly nha anh chị. 5 ly uống trà. 5 ly này là những cái dòng này là dòng men rạng, giống như dòng sách Somazaki nha anh chị, giống như dòng Somazaki. Và ly này là có truyện, truyện là những chữ thư pháp như thế này anh chị nha. Đường kính ly này, miệng ly này là 5, cao ly là 5. Bộ này 5 chiếc có giá là 200k. 200k anh chị, mã D11. D11 nha, 200k. 5 ly uống trà. Những dòng này là dòng rạng, giống như dòng Somazaki, cực kỳ là đẹp luôn. Khay này là anh chị làm một cái khay trà rất là ok luôn. Họa tiết của nó là một cây hoa đào nha. Mặt sau của đĩa là không có truyện nha anh chị. Viền này là viền xanh lam. Những dòng này là vẽ tay 100% luôn. Đường kính của khay, khay này đường kính là 34 và ngang của nó là 24. Cái này có độ sâu lòng nha anh chị. Sâu lòng là 4. 200k một khay như thế này. 200k một khay nha. Em có số lượng là khoảng tầm 2-3 cây gì đó. Mã D12. D12 nha chị, 200. D12. Rồi anh chị, em có một cái mã sản phẩm này. Mã sản phẩm này là những cái dòng đĩa này là dòng đĩa có đế chân nha. Những dòng đĩa có đế chân. Ở bên trong này nha anh chị, bên trong này là họa tiết nó là nổi trúc.
nha anh chị. Mạch sâu là có địa, có thuyện ký. Những cái dòng này là có chân, là thích hợp để anh chị làm một cái cổ bằng. Đó, một chút nữa nha anh chị, sang xịn sò luôn. Đường kính của đĩa này là 22 và cao là 9, là một cổ bằng là ok. Rất là đẹp, sang xịn sò nha. Và sẽ có giá là 80k một chiếc. 80k một chiếc nha anh chị, chốt giúp em mã D13. D13 anh chị, 80k một chiếc D13. Rồi, em có một bộ ly anh chị. Em có một bộ ly hạt dưa. Những cái dòng ly này nha chị, báo rõ là của tàu nha chị, China. Ở đây, Made in China. Hạt dưa nha. Ở bên trong là vẽ hoa cúc. Bộ này em gồm có 6 chiếc. Đường kính này, đường kính miệng ly là 7.5 và cao ly là 6 nha chị. Bộ này 6 chiếc có giá là 200k nha. 200k, mã D14. D14 200 nha anh chị. Đó, một bộ ly thấu quang. Nói chung là những cái hàng thấu quang này là nó rất là hiếm nha anh chị. Rồi, những sản phẩm hôm nay em lên like nha. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo qua số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. Và like của em đến đây kết thúc nha. Hẹn anh chị like sau. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị like sau nha anh chị.